you don't know what it means. Và cái bước thứ ba đó là để cải thiện cái khả năng trôi chảy của ngôn ngữ của bạn này đó là hãy lấy ra một từ mà bạn không hiểu và 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 you don't và bạn không hiểu ý nghĩa của nó, bạn không hiểu cái nó, bạn không hiểu ý nghĩa của nó. Và mỗi ngày đúng không? Và và học nó. Ok, just learn new word. Go to Google translate dictionary, find out exactly what it means. Go to Google translation, uh, translate dictionary, uh, find out exactly what it means. Translate, exactly what it means. Thực sự là nghĩa gì? So every single day, pick a new word that you've never heard of before, you never used before, and learn it every single day. If you do that every single day, there's 365 words, new words that you could add to your vocabulary that you could use. Okay, and um, so every single day pick a new word, và mỗi ngày hãy nhập một cái từ mới that you uh, never heard it be or heard of before. Mà bạn đã chưa bao giờ nghe heard it before, nghe về trước đây và bạn uh, bạn never used before, bà bạn chưa bao giờ dùng bao giờ trước đây và and learn it uh, uh, every single và học từng cái một. If you done this every single day, that's uh, third. Uh, Uh, 365 words, new words that you could add to your vocabulary that you could use. Và nếu như bạn uh, làm cái này mỗi ngày okay? thì trong khoảng tầm 3, 365 ngày thì bạn sẽ có 365 từ và để cho thêm vào cái vốn vốn từ của các bạn. Ok. See English is such a powerful language. First of all, not just because a lot of people use it, but to understand a culture, to understand philosophies, you need to understand the language. Okay, see, English is such a powerful language, first of all, not just because a lot of people use it. Uh, và hãy thấy rằng là tiếng Anh thì không, thì thực sự là một cái ngôn ngữ mà rất là mạnh, rất là quyền lực, cái powerful. Và đầu tiên thì nó không chỉ là bởi vì rất nhiều người dùng nó, đây là một điều đương nhiên rồi, but mà còn là để understand the culture để con có thể là hiểu được văn hóa đúng không? To understand philosophies và hiểu được cái 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 um, mình nghĩ là triết lý, triết học cái philosophies But you need to uh, to understand the language và bạn cần thật sự cần phải hiểu cái ngôn ngữ này. So... So when I learn the English language, then I also learn about a lot of other things about the culture, about business. Of course, that's what I do. So when I learn the English language, then I also learn about a lot of other things about culture, about business of course, that's what I do. Uh business of course that's what I do. Thì cái này rất là hay này, đó cái này rất là nói rất, rất là hay này. Và vì vì do như thế ấy, nên là dạ khi mà tôi học tiếng Anh thì tôi cũng học được rất là nhiều thứ khác, đúng không? Về về văn hóa, về về về, về kinh doanh và tất nhiên là về những cái thứ mà và đó là những thứ mà tôi đang làm the what I do business. So language is not just something that you use to communicate. Language is also something that you could train your mind with. So understand that. Cái này rất là vô cùng là bí mật Uh so language is not just something that you can uh, you that you to um you can use to uh, communicate. You uh, tức là tiếng Anh thì cái ngôn ngữ không hẳn là chỉ để cho bạn có thể có thể là, là 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 trao đổi thông tin đúng không giao tiếp uh, đấy. A language is also something that you can train your mind và ngôn ngữ thì cũng là một cái thứ mà bạn có thể dùng để train your mind tức là tức là là, là, là huấn luyện cho cái tâm trí của mình with uh, so uh, với tâm trí của mình và hãy hãy thật sự là hiểu nó cái câu này rất là giá trị các bạn nhé uh, mình không không giải thích nhiều nhưng mà Khoa học về học ngôn ngữ thì mình cũng học được rất là nhiều thứ, giống như cái video này chẳng hạn. Đấy, và mình cũng luyện cho cái bộ não của mình, luyện cho cái tư duy của mình tốt hơn, ok, nhanh nhạy hơn. Và đó đều chắc chắn là khoa học đã, đã nói như vậy rồi. Nhưng sâu xa trong này còn rất nhiều cái lý do nữa, rất là hay. Ok, thì trở lại để các cái lần sau mình nói nhá. Step 4 Immersion. You have to immerse yourself. So when I was learning the English. Language... So, so, step number 4, Emerging Tức là năm cái bước thứ tư tức là hãy ngấm mình vào trong cái ngôn ngữ đó. Đúng không? You have to immerse yourself. Và bạn thì phải thực sự là ngấm ngâm mình vào trong cái 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 ngôn ngữ này. Đấy, tức là va và vấp vào nó đúng không? Cọ sát vào nó. Language. What I did is I would listen to music every single day. So when I was learning the English language, uh, what I did is I would listen to the music every single day. Um, vì vậy thì khi mà tôi học ngoại ngữ ấy, học tiếng Anh á thì tôi đã uh, nghe uh, nhạc tiếng Anh mỗi ngày every single day. I would listen to English music, English song, and and try to sing along and just to learn it. Right? It was very very difficult. Um, so I would listen to uh, English music, English song. Đấy mình đã nói rồi nghe tiếng Anh nhạc tiếng Anh nghe tiếng Anh nghe nhạc âm nhạc tiếng Anh nghe nhạc tiếng Anh và Try to sing along và cố gắng hát theo đúng không? and just to learn it but chỉ để, là để học nó thôi. right? Đúng không nào? Đấy. And I was listening. But nó thực sự rất là khó. It was very, very difficult. And I was listening to rap music. Và tôi cũng đã nghe nhạc rap. To rap music, which is way too difficult, I gave that up. Uh, which is way too difficult. Và nó là quá khó và tôi đã, đã, đã từ bỏ, Gave that up. But I was watching English movies. Without subtitles, but I was watching English movies without subtitles. Uh, nhưng mà tôi cũng đã xem phim tiếng Anh với cả và không cần phụ đề, không có phụ đề, không dùng phụ đề. And I would listen, and, and at first I wouldn't understand. And I would listen, and, and at first I wouldn't understand. Và tôi thì đã nghe và lúc đầu thì tôi không hiểu gì cả. I would understand maybe five percent of it, right? And then I would. I would understand maybe uh, maybe uh, five percent of it. Right. But understand I I think it's like that's what she means in ten percent, twenty percent and then I would understand what I think that what she means about ten percent twenty percent as my English improves I notice I would understand the movie more and more and more.

thì đây là một cách mà rất là hay thì tác giả dùng cái bộ phim còn đối với mình thì mình dùng các cái video vì phim nó khá là dài các cái video mà các bạn hiểu được các cái video youtube thôi các bạn thấy là cái tiếng anh của bạn càng ngày nó càng tiến bộ vấn đề là các bạn có tính đều đặn hay không và ở đây thì mình bên phương pháp của mình thì có công cụ để học giúp chúng ta học hiểu nhanh hơn và có phương pháp để học và xem phim học và video nhanh hơn thì các bạn có thể tìm hiểu phương pháp thành thạo tiếng anh siêu tốc của mình nhá Ok Right, so you have to immerse yourself talk in english listening to english music watch english movies do as much as that as you could naturally you would pick it up you will pick up the slang you will pick up kind of certain stories of okay, okay. Um, so you have to immerse yourself uh, talk in english listen to listening to English music, Nghe nhạc tiếng Anh. watch movies, watch English movies, But xem các bộ phim tiếng Anh. Và do as much as uh, uh, that as you could, naturally you will pick up a slang, you will pick up a kind of a certain stories or a phrase that Like that kind of phrase. Tóm lại là câu đoạn này thì nói là hãy ngâm mình vào và hãy nói tiếng Anh đi nghe nhạc tiếng Anh đi xem phim tiếng Anh đi. Tóm lại là làm tất cả mọi thứ một cách tự nhiên bằng tiếng Anh. Ok thì đây là cách mà mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Thôi là chúng ta sẽ cần phải va chạm với tiếng Anh rất là nhiều và ở đây mình có phương pháp có công cụ để giúp.